bạn sẽ tìm ổn ổn kia bạn ngày nay dương mà mở cái cài bỏ dương tổng ổn kia hay nên cứ chỉ cả đã ở với tôm lờ lọc chờ lọc chờ lờ sầm nánh đậm bay như xô này cả chân châm sầm ra bóng ổn đai chân châm nó không tự chết chứ ai thơ chỉ bạn này bán đậm bay như xô nó không ca chân châm bầm thơ bạn này tế còn cài dương vì lông tức với ai hai tức với mình sẽ xây dựng ấy thông thoát lướt ai bằng đà là cần cài dương ngọt chị đàm ai bỏ bóng ổn chân ở trên chấm đặt nơi không tự chơi dân cọp mấy từ tại miền nào mấy đam bay ở miền tàu tại mình ai chân mình ai đã miền chia cặp lão được gọi tập quân tràn phế đam bay ở cầm cài tôm nội tế đôi bóng ổn mang khởi sắc cứ việc tôm việc làng mà lờ đòn lờ sắc nhưng chắc mình đang ở bia scom đôi để bóng ổn mang khởi sắc cứ cài để tôm lờ sắc năng việc ba sĩ dân ấy scom scom mình tên mà nhưng chắc thưa ai cài lụt lo bỏ cầm cài dân cứ miền cài lụt lo dứt mình đang ở cầm cài dân cơ bản và một khóa vừa ai à vừa ai cả trên trăm độ bao nhiêu từ tụ bản phò tiếp nâng ca chấm đánh tịch bạn hãy sầm rạp bóng pol đam miên chân nạp ở đó không ca trên trăm con cái ai cần để tận lòng tam để tụ sạp hàng cào bán nhà miên luộc chỉ còn pú nhưng mấy bà pú hay nâng cả sạch sầm rạp bóng pol đài trong trên trăm pel đài tình pì khang nhom tới nhom miên rap ông pì ở bên trái cái tên được không ca trên trăm cần cài sát tăng pi tối là hỗn đó những ngày chậm lụa số bóng ôn còn miền cà phê bà rắm nơi không bị chạy cái tết nơi không cài chân chấm xem ra bóng ôn đại thay thay đại cái thà khluôn mình đại chân chấm hai cái thà khluôn mình ai chân chấm bàn cứ bùa cài chân chấm đấy cứ vì miền phía miền xuôi chân xong mà để bọc tru tru tự tôn tận năng cài chân chấm bà tìm muối tự tôn tận năng cài thưa trống nhưng cô ta thưa bà trong ngồi smile điệp smile mình tự chạp chạp đầm bầy nghỉ sửu là cần cài chạp chùm nấy nâng ca ruột nơi lụt loa bỏ phía nghiên hiệp nghỉ sửu nâng sau cập hiệp lọ mùi tiết dân trời miên đầm bố hay dân trời đồ tực một ngày bị đón rư cò mà đón rư cò bị thay mà đón ta sai tới lỡ sự thà nập hiệp chết sửu đầm bỏ trông dân thà viên miên sập hiệp xoay khăn rư còn hay xâm rạp mùi vinh chết cư chùm nấy cư dân trời tài pra protein xăm sập hiệp rối đài protein 30% នេះវាសមស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់កង្កែបបើសិនជាយើងយកចំណីដែលមាន protein ត្រឹម28ឬក៏25គឺបណ្ដាលឲ្យកង្កែបយើងក្រិនមិនធំមិនលូតលាស់អាចបណ្ដាលឲ្យងាប់និងអាចធ្វើឲ្យការប្រមូលផលរបស់យើងមានការយឺតហើយទទួលបានទិន្នផលទាបអាចបណ្ដាលឲ្យការចិញ្ចឹមរបស់យើងទទួលបាននៅការខាតបង់ហើយមួយវិញទៀតគឺការប្រើប្រាស់នៅទឹកទឹកយើងអាចប្រើប្រាស់ទាំងអស់គឺមានដូចជាទឹកអូទឹកបឹងទឹកព្រៃទឹកកណ្ដូងជាដើមឡាហើយចំណីយើងអាចឲ្យស៊ីចំណីក្រៅពីចំណីសម្រាប់បានដូចជាសត្វចង្រិតកណ្ដូបចំលែនកូនត្រីក្បាលត្រីឬក៏សត្វល្អិតផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងអាចរកបានឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ជាចំណីផ្សំប៉ុន្តែចំណែកផ្សំយើងត្រូវមានបច្ចេកទេសនៅក្នុងការផ្សំដើម្បីឲ្យមានប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចិញ្ចឹមការចិញ្ចឹមយើងចំណាយពេលប្រមាណជា2ខែទៅ2ខែកន្លះបើសិនជាយើងផ្ដល់នៅចំណែកដិតដាល់នឹងការថែទាំបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមតម្រូវការរបស់កង្កែបហើយពូជកង្កែបដែលគេនិយមចិញ្ចឹមគឺជាពូជកង្កែបថៃដោយដែលកង្កែបរបស់ពូជខ្ញុំដែលបានបង្ហាញទៅនេះអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណនៅវីដេអូនេះបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំមួយផងនិងបើមានចំណាក់អារម្មណ៍ក្នុងការចិញ្ចឹមអាចទៅតាមលោកយុសាខាងក្រោមបាទ